Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Mallorca và câu lạc bộ Athletic Bilbao. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 32 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 5, và các cầu thủ Mallorca sẽ tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Mallorca sẽ được đội khách Bilbao chấp với mức kèo là 0,5, mức kèo phải hạ xuống còn 0,25 và hạ xuống nữa còn là kèo đồng. Mức tài xỉu trận đấu này là hai trái 2,25 và 2,5 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần đối đầu gần nhất của Mallorca và Bilbao thì Mallorca thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Bilbao. Năm trận thi đấu gần nhất của Mallorca, Mallorca thắng 2, hòa 2 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Bilbao thì Bilbao thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn cửa đội khách Athletic Bilbao chấp 0,25, hoặc là để cho an toàn hơn thì các bạn cũng có thể là lựa mức kèo đồng nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Bilbao phải đến làm khách trước một đối thủ có lối chơi cũng cực kỳ chắc chắn và khó chịu. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sau đội hình thì hầu như là mình thấy là trận đấu này Bilbao họ có được đội hình tốt nhất để đá với Mallorca. Hiện tại thì Bilbao vẫn nhỉnh hơn Mallorca một chút. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì hiện tại Bilbao họ cũng còn đang vượt trội hơn so với đội chủ nhà Mallorca. Và Bilbao họ đang ở vị trí thứ 7 mà xếp hạng, và cái cơ hội để cho Bilbao cạnh tranh một tấm vé dự Europa League mùa sau cũng vẫn còn đối với họ, cho nên mình nghĩ là họ cũng sẽ rất là quyết tâm để có thể là đá bại được cái đối thủ ưa thích Mallorca một lần nữa, để có thể là kiếm thêm được những điểm số quan trọng và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng để chạy đua một tấm vé dự cúp châu mùa sau. Với cái mức kèo thế này thì chỉ cần mà Bilbao thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn cổ Bilbao, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Những chiến làm khách trước đây trên sân của Mallorca thì mình thấy là Bilbao họ thường có kết quả cũng rất là khả quan. Mức tài xỉu trận đấu này là hai trái 2,25 và 2,5. Thì Mallorca mặc dù là cửa dưới, tuy nhiên thì họ có điểm tựa trên sân nhà, và Mallorca họ ít nhiều gì cũng làm đội bóng có chút thực lực chứ không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn so với Bilbao đâu. Mình nghĩ trận đấu này họ đá sân nhà thì họ đá cũng rất là kỹ và đá chắc chắn, cho nên nghĩ là họ sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Bilbao. Nhiều khả năng trận đấu này Bilbao họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ muốn thắng đậm được Mallorca cũng không dễ dàng chút nào đâu. Dự đoán sẽ là 1-0 hoặc nhiều lắm là 2-0 như vậy cho Bilbao. Và đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu 2,25 nha. Và là các bạn hãy là đá cửa xỉu ngay từ đầu nhẹ thôi. Khi nào đâm một bàn rồi tài xỉu nó cao hơn nữa thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu mạnh thêm theo ý kiến của các bạn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với đội hình tốt hơn và phong độ đang ổn định thì Bilbao nhiều khả năng họ sẽ có một bàn dẫn trước. Thì mong các bạn chọn cửa Bilbao kèo đồng nha và đá tài dưới 1. Hiệp 1 thì tài xỉu nó cũng không ngon cho lắm đâu. Hiệp 1 thì các bạn có cứ lựa Bilbao kèo đồng được rồi. Nếu như mà hai đội hòa thì chúng ta cũng không thua kèo. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cửa Bilbao và xỉu. Ở hiệp 1 cũng chọn Bilbao. Thì đá nhẹ cái tài dưới 1. Chúc anh em may mắn nha.